Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6, Triều Tiên đang chuẩn bị đợt phát tờ rơi quy mô lớn nhằm tố cáo những người đào tẩu và Hàn Quốc. Đây là bước trả đũa mới nhất vụ rải tờ rơi chống Bình Nhưỡng từ phía Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia trên cùng bán đảo tiếp tục leo thang. Theo KCNA, người dân trên khắp đất nước Triều Tiên đã nổi giận và đang tích cực đẩy mạnh việc chuẩn bị cho đợt phát tờ rơi quy mô lớn. Tờ rơi đang được chất thành đống cao như núi. Mỗi hành động nên được đáp trả với phản ứng thích hợp và chỉ khi một người tự trải nghiệm, người ta mới có thể cảm nhận được sự xúc phạm của nó. KCNA nói, Triều Tiên đổ lỗi cho những người đào tẩu đã phát tờ rơi tới Bình Nhưỡng gần đây và đe dọa có hành động quân sự. Ngày 16 tháng 6, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung một văn phòng liên lạc liên triều, thể hiện sự bất mãn đối với những người đào tẩu và Hàn Quốc đã không ngăn cản việc làm này. Trước động thái này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch này ngay lập tức. Được biết ngày 19 tháng 6, một nhóm người tị nạn Triều Tiên đã hủy kế hoạch gửi hàng trăm chai nhựa chứa gạo, thuốc và khẩu trang cho Triều Tiên bằng cách ném chúng xuống biển gần biên giới. Từ nhiều thập kỷ qua, hai miền Triều Tiên đã tiến hành các chiến dịch phát tờ rơi chống phá lẫn nhau.